さあペッカの音がしました。おお、ペッカがどうするんだ。テンゴとみかん坊やペアの前からペッカがなんと剣を、anh xem rắc tốt mấy rồi, hình như là chả biết được. Anh Hoàng, thế này xem làm gì? Ai the god? Ai the god? Rust, anyone from Japan? Anyone please comment? Comment. Không, nick này làm gì? Samuel bút ra, Samuel đang sắp bật lờ với cái nick kia kìa. Samuel đang chơi nick sắp bật lờ. Đây là Mikel. Thằng này là thằng Mikel. Nó chuyên snip. Mà nó chỉ đánh là Picket Beckram thôi. Nên là nó chỉ snip. All the way là snip. Hello from Brazil. The last card that you come. Elixir collector. Bandit. Không thể hút được. No, with poison fail. Oh, holy shit. Holy shit, fail. Well, come on. Come on, guys. How to defense? Okay, good. Are you Japanese? No, I'm Cambodian. Sắc lấy tạ tè. Anh kết bạn với em đi, add Facebook anh đi ở dưới. I'm Cambodian. Sao bỏ đi cả? Sắc lấy tạp mẹp. Poison. Nụ mà. Ông này là người Việt Nam rồi, chui vào đây rồi. Bandit. All the way snip of me. GG. And that's easy. Snip.
Live phải 4 tiếng rồi. Mệt phải trượt. Thôi xong rồi, Battle Ram không ăn được deck này thôi. Deck này khó ăn lắm. Zip 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 zip, good game. Good game, good game. Good game, good game, good game. Yeah, my sister link below description, come on. My sister. Xbo là phải cùng cánh, Xbo ngược cánh là thua. Xbo ngược cánh là nó giải chết to luôn. Này. Sấp này, sấp này. Không có một cái cách gì có thể giết được hai con Archer. Hai con mập lờ. Mình cũng rất ghét hai con Archer. Nhưng mà deck mình không có một con gì có thể móc lốp được hai con này. Gì đó thì nhanh. Rồi, gót vào trụ. Gót vào trụ ơi rồi. Ui. Fail, fail, fail. Oh my goodness. Oh my goodness. Wow. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ là một cái điều gì đấy thật là vãi luyện. Freak win chăng? Holy shit. Top 1. Midfinger. So you need to try again. A is the god. No, Macarius and Alabi. Okay, respect the Macarius. Okay. Next game. Macarius là người nước nào á? Nó là người hình như là thực ra là cái chữ Ả Rập với cái chữ của bên kia nó giống nhau à? Mình thấy cái chữ nước sun sun ấy, giống kiểu chun chun ấy. Mình có ad ở trên Facebook. Pekka mà xử lý cái deck Pekka, xử lý Mutabed này khó nhở. Tại vì Dark Goblin nó cứ xỉa xỉa này. Bây giờ đúng là cuộc chơi của những cuộc chơi của các top thế giới, cuộc chơi của những người có cùng trí lớn. Ui, holy shit man, holy shit, kinh hay chưa, holy shit, một pha put mà mình không nghĩ nó có thể vào trụ được. Ây có, ui, ông này là top này 26 cúp nữa. Oh, Red Moon. Ông Nam chưa khi nào Legend đánh thì nói tôi nhá. Nhanh. Vừa thấy đánh xong tôi bảo. Nhưng mà hình chơi trận trước là kia quit game đúng không?
À, 709X nãy rồi à? À. Ok, lúc nào đánh thì bảo tôi. Vào cho anh em, hôm nay là chủ yếu đến là để Legend này. Mà nãy giờ xem được đúng một trận của Legend. À, có hai trận, hay một trận, mà hai trận. Hi guys, like video, come on, give me a like. Planet, okay, next. Well. Macarius, I will. Cái deck Pekka này á, gặp cái deck Poison đâu, Poison, phải Poison rồi. Bandit, vụ đi em. Thôi, Red Bull. Singapore, welcome. Này, rồi 7-2 rồi, đúng rồi. Nhưng mà như này vẫn chưa đủ Elite Ram lên. Poison. Nhiều cây sở nít chuyển cũng khó vãi trường. Ôi tôi xong rồi. Tôi xong rồi bạn. Thôi. Thôi. Ây, giờ rốt Hatcher. Ok. Wow, một đống combo này dưới nhà đây. Để dẫn tiếp à? Mùa này chắc không 7k3 rồi, 7k2 dưới rồi, tầm tổng có 3 phút nữa. Rồi, hết gót lên rồi. Rồi, 3 sao luôn. Không nào biết tiếng Nhật không, dịch hộ mình phát. Ha, 7248 rồi đâu nữa. Rồi put 2000 đô AZ rồi. Chúng ta đang có kèo hay nữa này. Đúng rồi, nó sợ VG đúng rồi. Nhưng mà sợ VG thì cái con Lumber nó lại vừa chết xong. Cùng là con Uber, con Balu nó chạy như em kiểu là vừa bơm xăng. Thực ra là thua trận vừa nãy rồi thì cái tâm lý nó phải nó gọi là không nói được, nó không thể thoải mái được khi mà thua cái trận counter này. Nó rất là ức chế mình, giống kiểu là mình gặp ức bầu ấy, bếp của mình bỏ luôn đánh cái vẹo gì cho mình. Mà đang cái đây trên đà thắng mà cuộc chiến lên qua riêng đó. Game này là làm riêng một clip luôn này. Đúng rồi, Azure Ghost này mình có nhiều lắm mà, nên là mình sẽ làm hai clip, à có 3 clip rồi đấy. Macarius này sang nào top 1 sẽ làm được. Còn 5 phút. Ôi, Ma Sun top 1 đúng không? Zack in game. Vâng, còn thầm gì? Vì quan cho Zack, ok, 2 tiếng cuối làm clip cả hash. Đúng rồi, ví dụ bình thường mình sẽ làm kiểu này là tức là một tháng, một những cái clip mà nó hay hay như này mình sẽ để dành và làm mỗi ngày sẽ up một clip lần.
lên là không. Ok, và chúng ta sẽ đến trận cuối cùng. Trận này hòa con mẹ nó rồi. Ôi, Pekka ăn đấy. Trận này phọt rắm rồi. Ủa, Pekka nó chưa có chặn. Ơ, bỏ à? Đừng bỏ bạn. Đừng bỏ. Đừng bỏ. À. Holy shit. Holy shit. Ôi, thằng này 2.000 đô rồi. 2.000 đô rồi, 2.000 đô chắc cú rồi. Ra top 3 chắc cú luôn. Ôi, ai về nhà đấy rồi. 4 phút cuối này.